Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị một mẫu sản phẩm nữa là một bức cuốn thư bằng gỗ gụ, 100% chất liệu là gỗ gụ của nước Lào. Và trong video này thì chúng tôi cũng báo luôn kích thước để cho quý vị tham khảo và quý vị có thể phân biệt được hàng cao cấp và hàng chợ. Mẫu sản phẩm chúng tôi đang giới thiệu đây là có thông số là dài 1m97 và chiều rộng là 97. Độ dày là dày 5 phân liền khối, chưa kể phần ghép. Bình thường thì hàng phổ thông trên thị trường là thì rộng có 87, nhưng chúng tôi lúc nào cũng làm là 97. Thì nhìn cuốn thư nó cao to, rộng hơn rất là nhiều. Quý vị hãy xem kỹ từng đường nét, từng chi tiết đây. Chúng tôi đục rất là kỹ. Đây còn gọi là bức cuốn thư long hóa mai, hay còn gọi là bức cuốn thư long hóa bằng gỗ gụ, dày 5 phân, rộng 97, được đục tay kênh bong sắc nét. Quý vị nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi ở làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và phần trên chúng tôi là cũng làm đầu long, phần dưới chúng tôi cũng làm đầu long hóa thì quý vị có thể theo dõi được. Bên cạnh những mẫu cuốn thư này thì chúng tôi có những cuốn thư làm hàng liền khối dày 8 phân, 9 phân cũng có, nhưng giá thành nó cao hơn rất là nhiều. Quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và cập nhật được những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.